English Grammar for Starters. Ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ của học sinh. Ngữ pháp chính là xương sống, hỗ trợ vốn từ vựng giúp câu từ vận hành trơn tru, giúp các em học sinh tự tin giao tiếp. Bộ sách English Grammar for Starters được các tác giả biên soạn gồm các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Đây là cuốn sách ngữ pháp chuyên sâu giúp cha mẹ đồng hành cùng các con chinh phục các chứng chỉ quốc tế. Ưu điểm của bộ sách: hình ảnh minh họa sinh động giúp học sinh học không nhàm chán. Ngữ pháp trình bày logic, ngắn gọn giúp học sinh dễ học, dễ hiểu. Bài tập ngữ pháp đa dạng, từ cơ bản tới nâng cao. Từ vựng mở rộng, gần gũi với học sinh. Cuốn sách do thầy Bùi Văn Vinh làm chủ biên, cùng 4 cô Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Đỗ Thị Lan Anh và Bùi Thị Thúy biên soạn. Đây đều là các thầy cô có rất nhiều năm kinh nghiệm viết sách và giảng dạy ở nhiều trung tâm uy tín và các trường chuyên. Cuốn sách English Grammar for Starters chắc chắn sẽ trở thành tài liệu tham khảo chất lượng dành cho tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh.